mà nói đến ăn kiêng thì ai cũng sợ cả, vì mọi người sợ không thể theo được chế độ ăn đấy một cách lâu dài. Vì thế nên là hôm nay Anna sẽ hướng dẫn bạn 4 cái chế độ ăn hết sức đơn giản giúp cho các bạn có thể giảm cân một cách tích cực. Có nghĩa là nhiều khi bạn không cần phải quá chú ý tới nó, nhưng do bạn đã thay đổi cái cách ăn, cái chế độ ăn rồi, cho nên là tự nhiên automatic sau một thời gian sẽ thấy là cơ thể của bạn thon gọn lại, săn chắc lại và mỡ sẽ mất dần đi. Chế độ ăn đầu tiên đó là ăn theo phương pháp đĩa thức ăn. Bây giờ nhá, một ngày chỉ ăn đúng 3 bữa thôi, đừng ăn 5, 6, 7, 8 bữa nữa, đừng ăn ba cái đồ lặt vặt nữa, tại vì chúng ta đang cần đốt mỡ và giảm cân. Đối với những bạn đang cần đốt mỡ và giảm cân thì kể cả đồ ăn vặt rất là healthy thì nó vẫn tăng cường cái lượng năng lượng cho cơ thể của chúng ta và nó còn làm cho cái nồng độ hormone trong cơ thể của chúng ta nó tăng cao nữa. Nên là với bí quyết này thì đơn giản là ăn đúng một ngày 3 bữa. Và nếu nói là cần phải bỏ cái gì thì bỏ đúng một thứ thôi, đó chính là đường đơn giản, đường tinh luyện này, đường cắt trắng này, đường siro này. Và với mỗi bữa thì đây mới là phần quan trọng. Bạn hãy sắp xếp một cái khẩu phần ăn của mình trên một cái đĩa đường kính cỡ khoảng 22 cm chẳng hạn, thì một nửa đĩa sẽ là những loại rau xanh, 1/4 đĩa sẽ là những cái loại ngũ cốc. Cơm được tính là ngũ cốc, khoai được tính là ngũ cốc, bắp được tính là ngũ cốc. Và 1/4 đĩa sẽ là những loại thức ăn từ cá, từ thịt, từ đậu, từ nấm. Nếu gia đình bạn không ăn theo đĩa mà ăn theo chén thì có nghĩa là cứ tỷ lệ 2 chén rau sẽ là 1 chén cơm và 1 chén thức ăn tất cả các loại. Dễ thực hiện lắm luôn đó các bạn. Và cho dù bạn đang đi du lịch, bạn đang đi công tác, bạn đang ở gia đình, thậm chí bạn đang ăn ở trên mâm tiệc, bạn cũng hoàn toàn có thể áp dụng được đúng cái nguyên tắc này. Và theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, chỉ cần sau 2 tuần thôi nhá, bạn đã bắt đầu cảm thấy trong cơ thể của mình có rất nhiều thay đổi rồi. Và tôi sẽ sẵn sàng ở đây để lắng nghe những phần chia sẻ, những comment của bạn về cái kết quả bạn đạt được khi áp dụng cái chế độ ăn đầu tiên này nhá. Chế độ ăn thứ hai đó chính là giảm bớt năng lượng vào bữa tối. Giả sử một ngày có một cục là 100% năng lượng, bạn đang chia là bữa sáng 30%, bữa trưa 40% và bữa tối 30%. Thế thì bây giờ bữa tối bạn chỉ ăn cỡ khoảng 15-20% so với tổng năng lượng cả ngày thôi. Nghĩa là bạn làm sao cái bữa tối của bạn nó giảm còn có khoảng 2/3 hoặc giảm còn khoảng một nửa, như vậy là xong rồi. Có rất nhiều người á hay hướng dẫn các bạn là hãy bỏ ăn tinh bột vào bữa tối hoặc là ăn low carb, là ăn ít tinh bột lại. Nhưng mà với kinh nghiệm tư vấn về dinh dưỡng và giảm cân của tôi trong suốt hơn 10 năm qua, tôi đã áp dụng hiệu quả cái phương pháp ăn uống này trên khoảng hơn 20.000 khách hàng. Và không chỉ là khách hàng mà các học viên của Yobo Academy, sau khi họ học xong họ trở thành các huấn luyện viên dinh dưỡng, họ đi chăm sóc cho các khách hàng của họ, thì khách hàng của họ cũng hoàn toàn có thể giảm được 5, 10, 15 thậm chí là 20 cân trong vòng cỡ khoảng 2-3 tháng, mà theo cái nguyên tắc ổn định và cân bằng về các cái thành phần dinh dưỡng, không hề cắt giảm cái lượng tinh bột. Lý do là loại chất dinh dưỡng nào cũng sinh năng lượng cả. Tôi đồng ý rằng là trong 3 loại chất dinh dưỡng sinh năng lượng là chất đạm, chất béo và chất bột, thì cái chất bột là nó tiêu hóa nhanh nhất, cho nên nó hấp thụ vào nhanh nhất. Tuy nhiên á, cái thứ mà chúng ta cần giảm chỉ là những cái loại tinh bột mà là những loại đường đơn giản á, chứ không phải là những loại tinh bột mà giàu chất xơ. Nếu mà bạn ăn được những loại tinh bột mà có kèm cái hàm lượng chất xơ vào trong đó thì nó lại còn tốt cho cơ thể của chúng ta hơn rất là nhiều so với việc bạn ăn quá nhiều chất béo hoặc là quá nhiều chất đạm. Một chế độ ăn uống cân bằng theo quy định của các cơ quan y tế là chúng ta phải ăn cái lượng tinh bột chiếm từ 55-65% tổng cái năng lượng khẩu phần. Nếu bạn có đang giảm cân thì bạn cũng phải đảm bảo nó chiếm cỡ khoảng ít nhất là 50-55% tổng năng lượng khẩu phần. Bạn không thể đè nó xuống quá thấp được, bởi vì khi bạn cho nó xuống quá thấp thì theo cái nguyên tắc bù trừ bạn sẽ phải ăn tăng cái chất béo và chất đạm lên, đúng không? Mà cái việc bạn ăn quá dư thừa chất béo và chất đạm nó gây ra rất là nhiều những nguy cơ về sức khỏe về mặt lâu dài. Tôi đã phân tích trong rất là nhiều các cái video thuộc về những cái chuỗi video ăn đúng để khỏe đẹp, bạn có thể tham khảo trong những video thuộc series này nhé. Và trong vòng 2-3 tháng mà bạn đang ép cân, bạn đang muốn mỡ đốt ra ấy, thì làm ơn là giảm bớt tất cả, mà nói chung là loại bỏ càng tốt những loại là đường tinh luyện này, những cái loại đồ uống có ga, đồ uống cho thêm đường, những loại cái bánh ngọt, tất cả những loại đó nó đều là những cái kẻ thù của chúng ta trong khi mà chúng ta muốn đốt mỡ đấy nhá. Thế còn cái nhóm mà tinh bột mà gồm như là bắp này, khoai này, rồi gạo lứt này, thậm chí là cơm trắng của chúng ta bạn vẫn có thể ăn bình thường, bởi vì chúng ta đã có cái lượng chất xơ ở trong rau củ quả cân đối lại được rồi. Và tôi đã cân trừ cộng trừ nhân chia tính toán rồi, những cái chén mà chúng ta hay ăn nó cỡ khoảng 200g hay là 200ml. Vậy thì khi mà bạn đựng một cái chén mà nó quá đầy thì ấn nhận thì mình không nói, còn nếu như mà bạn xới một cách thông thường
thì một cái chén mà chúng ta vẫn hay xới cơm ấy, nó cỡ khoảng 2 đơn vị cơm thôi, hoặc là cùng lắm là nó là 3 đơn vị cơm. Thì khi mà cân đối với những cái loại thức ăn khác ấy, thì nó vẫn đang nằm trong đúng cái giới hạn là từ khoảng 1.700 kcal đến 2.000 kcal mỗi một ngày cho một cơ thể nam hoặc là nữ. Chế độ ăn số 3, sau khi đã làm quen với chế độ ăn số 1 và chế độ ăn số 2, thì bây giờ đến giai đoạn bạn áp dụng chế độ ăn số 3 thì chỉ đơn giản là bạn đẩy cái giờ bữa ăn tối lên trước 18 giờ và bạn đẩy cái giờ ăn sáng của bạn từ 8 giờ chẳng hạn, bây giờ bạn đẩy xuống cỡ khoảng 9 giờ. Đấy, chỉ cần như thế này thôi, nó đã giúp cho các bạn kéo dài cái khoảng thời gian đốt mỡ và cũng không làm cho các bạn có những nguy cơ bị rối loạn chuyển hóa do bạn nhịn ăn hay là do bạn thay đổi quá đột ngột. Và thực ra người ta cũng đã làm rất là nhiều những cái nghiên cứu, người ta thấy rằng là trong cái buổi sáng của chúng ta ấy, 8 giờ sáng là cái thời gian chúng ta ít đói nhất. Nhưng bởi vì đối với những người mà đang có một cái thể trọng hết sức bình thường, cân đối, thì họ đâu có mỡ dự trữ đâu, đúng không? Cho nên là trong cái buổi tối họ nghỉ ngơi thì buổi sáng dậy thường họ sẽ ăn để rồi họ bắt đầu vào một ngày làm việc. Thậm chí là cái bữa sáng chúng ta có thể ăn nhẹ nhàng lại một chút. Lúc này chúng ta lại giảm đi tiếp tục cỡ khoảng 10 đến 15% năng lượng cho bữa sáng. Nhưng tổng giảm trong ngày chỉ giảm tối đa nhé, tối đa là 25% tổng nhu cầu năng lượng, không nên giảm nhiều hơn. Giảm cỡ như vậy thì nó sẽ phù hợp, an toàn, không nhất thiết là phải có một huấn luyện viên là đồng hành liên tục. Còn nếu như mà bạn muốn là có cái quá trình giảm của bạn nhanh hơn thì lúc này bạn sẽ cần phải có các huấn luyện viên dinh dưỡng, họ đồng hành với bạn, họ chia ra những cái giai đoạn cho bạn, họ thường xuyên để mà trao đổi với bạn và thu nhận những cái hình ảnh trong bữa ăn của bạn để từ đó họ có những cái điều chỉnh ngay lập tức cho nó phù hợp. Thì tôi cũng đã từng có những khách hàng mà họ cần phải ép cân cho những cuộc thi để người đẹp này, hoặc là họ phải ép cân để mà họ tham gia những cái vai diễn này. Thì tất cả những cái trường hợp như vậy chúng ta đều cần phải có các huấn luyện viên, các chuyên gia bên cạnh. Hoặc là một số bạn mà muốn là được thường xuyên có cái sự đồng hành và an tâm hơn trong quá trình giảm cân thì chúng tôi sẵn sàng giới thiệu cho các bạn một lực lượng các huấn luyện viên dinh dưỡng đã tốt nghiệp bởi Yobo Academy, và họ đều là những người rất là cao thủ, rất là siêu, và họ có cái quá trình đồng hành vô cùng chặt chẽ, giúp cho các bạn, thúc đẩy các bạn, hỗ trợ các bạn, truyền cảm hứng cho các bạn để giúp các bạn có thể có kết quả tốt hơn. Thế còn bữa tối tại sao lại nên đẩy lên trước 18 giờ? Tại vì người ta đã phân tích và thấy rằng là cái cơn đói nó cồn cào nhất, nó mạnh nhất là vào khoảng chừng 20 giờ. Và nếu như mà bạn ăn sau 20 giờ tối thì cùng một lượng thức ăn, cùng một chủng loại thức ăn, nhưng cái lượng mỡ tích sẽ nhiều hơn, những nguy cơ bệnh tật nó cũng nhiều hơn khi bạn ăn đêm. Lý do là bởi vì chúng ta ăn xong chúng ta có làm gì mấy đâu, chúng ta có thể ngồi một chỗ xem phim relax, nếu có check tìm hiểu công việc cũng là ngồi một chỗ và mình nói chuyện thôi, thì cái đấy nó không tiêu hao quá nhiều cái năng lượng. Mà một cái bữa ăn lớn vào trong buổi tối như vậy có thể làm chúng ta bị tích tụ những cái lượng mỡ dư thừa. Và vào buổi tối nhá, thì lúc cơ thể chúng ta đã được nghỉ ngơi rồi thì lúc này nó lại vẫn phải tiêu hóa những cái lượng thức ăn trong cái bữa tối của bạn. Thì lúc đó nó sẽ không còn đủ cái tài nguyên và thời gian để mà căn chỉnh lại chính những cơ quan của chúng. Nghĩa là thường vào buổi tối chúng ta sẽ thấy rằng là não nghỉ ngơi này, các cơ quan nội tạng bây giờ bắt đầu sẽ tiến hành cái quá trình thanh lọc, thải độc và vi chỉnh những cái cấu trúc bị tổn thương của nó do cái quá trình hoạt động ban ngày. Và nếu mà mình phạm vào cái khoảng thời gian, cái quỹ thời gian mà nó làm những cái việc này thì tất nhiên các cơ quan nội tạng đấy nó sẽ suy yếu đi và kéo theo rất nhiều những nguy cơ bệnh tật mạn tính liên quan đến cái thói quen ăn uống sinh hoạt của chúng ta. Và đồng thời là nếu chúng ta không ăn cái cỡ 18 giờ thì 20 giờ chúng ta sẽ đói rất là cồn cào. Đây là những cái biểu hiện thường thấy khi mà các bạn nhịn ăn, và nhịn ăn một cách cực đoan thì cái lúc tối nó quá đói và sau một thời gian không chịu được nữa thì chúng ta lại ăn vào và thường chúng ta sẽ ăn nhiều hơn. Và lúc này kết hợp với cái việc là cường độ trao đổi chất nó đã bị hạ xuống bởi cái lượng chúng ta ăn nó quá ít, thì chỉ cần bạn ăn nhích thêm một chút xíu thôi, thậm chí còn không bằng lượng cái lượng thức ăn bạn ăn thời đầu trước khi bạn vào quá trình giảm cân, cũng đã làm cho bạn tăng cường tích mỡ thêm rồi. Và thường bạn sẽ không chịu đựng được cái giai đoạn này, và như thế bạn sẽ bắt đầu đổ tội là chẳng có cái phương pháp giảm cân đốt mỡ nào là hiệu quả cả. Thì như vậy là rất là oan ức hả? Chế độ ăn thứ tư là chế độ ăn bạn hoàn toàn có thể tiến hành sau khi đã làm quen với chế độ ăn số 1, số 2, số 3. Đến với chế độ ăn số 4 này, bạn chỉ đơn giản là thay một cái bữa thông thường bằng một bữa thô. Một bữa thô vẫn trên đường kính là 22 xăng, vẫn có cái thể tích cỡ khoảng 600-800ml, có nghĩa bạn ăn cỡ khoảng 600-800g tùy vào cái trọng lượng cơ thể của bạn. Và khi bạn ăn như vậy
thì cơ thể của chúng ta lại có thêm rất là nhiều những cái vi chất, rất nhiều chất xơ, và nó sẽ hỗ trợ cho bạn trong cái quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn rất là nhiều. Và bởi vì một cái thể tích bữa ăn nó vẫn bằng so với một cái bữa ăn thông thường của bạn, cho nên nó cũng không làm cho bạn bị đói. Tôi đã hướng dẫn cho rất nhiều các khách hàng và các thế hệ học trò thực hiện theo chế độ ăn này. Và khi họ thực hiện theo chế độ ăn của Yobo như vậy, họ cảm thấy cơ thể hết sức nhẹ nhàng, tinh thần tỉnh táo, minh mẫn, khả năng tập trung giải quyết công việc cao. Không chỉ giảm được mỡ mà da còn căng mọng hơn và còn trẻ trung hơn rất là nhiều. Và họ hoàn toàn có thể gặp lại chính mình cách đây 10 năm bởi chế độ ăn này. Và với chế độ ăn này thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng nó một cách lâu dài. Nó không nên gọi là một cách chúng ta ăn kiêng. Nghe cái từ ăn kiêng nó đã quá là nặng nề rồi. Nó chỉ đơn giản là chúng ta thay đổi cái cách chúng ta ăn, thay đổi cái khẩu phần ăn, mình vẫn được ăn và mình có một cái thái độ quân bình và đúng mực hơn với tất cả những loại thức ăn. Tôi mong là bạn đã học thêm được một điều gì đó từ video này. Hãy đăng ký kênh, bật chuông lên để ủng hộ tôi tiếp tục ra các video tiếp theo nhé. Và hãy để lại bình luận của bạn để chúng ta cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng. Luôn nhớ, ngày ăn một bữa thô, ăn đúng để khỏe đẹp.